Xin chào chị Mai Hương ạ, em xin được chữa bài cho chị ạ. It's very cozy for my family to stay home in this coronavirus season. Từ coronavirus season, chị đang đọc là coronavirus season. Thì từ này có 5 âm tiết, coronavirus, 5 âm tiết. Những âm sau mình sẽ đọc âm yếu thôi, ơ thôi ạ. Coronavirus, coronavirus. Tiếp theo ạ. My husband prefers playing computer game to going outside. My good rather breathe. My husband prefers. Thì chị có thêm số nhiều từ chia động từ cho husband rồi ạ. Nhưng mà từ này trong âm động từ prefer, trong âm ở chữ fer cơ. Vậy chị sẽ đọc là prefer. My husband prefers. Và what playing computer games. Games số nhiều. I could rather play toys. My husband, em sẽ tôi đọc đây. My husband prefers playing computer games to going outside. Computer games. Vì là chồng chị sẽ không thích chơi một trò đâu, mà đây là ưa thích rồi thì sẽ thành là computer games. Tiếp tục. My husband prefers playing computer game to going outside. My good rather play toys. My daughter, ở trong bài viết chị y là my daughter. Vậy chữ con gái đúng không ạ? Thì sẽ là daughter. Đọc nhanh sẽ là daughter. My daughter would rather. Tương tự playing toys thì con chị sẽ không được thích một cái toy mà sẽ là nhiều cái, sẽ chơi nhiều cái. Vậy thì mình sẽ là toys. I could rather play toys than go to school. I could À, toys ở đây chị có hơi ra một chút, nhưng mà trong bài viết của chị đang thiếu số nhiều. Vậy em không biết đây là tai nạn chẳng may đọc ra được là toys hay là chị đã tự sửa lại trong bài vlog. Nhưng mà từ toys mình sẽ không đọc nhẹ như vậy, mà chữ toy này mình sẽ đọc z. Toys. Và từ school thì chị đang đọc là school, mới đang u thôi. Vậy thì mình sẽ làm âm ờ lên nữa. School. School. Tiếp theo ạ. Other watch movies than go to the cinema. I really love this spec. Watch thì chị đang đọc là what. Hơi hơi t. Cảm giác như kết thúc âm chỉ là âm t thôi, nhưng mà âm này kết thúc bằng chữ ch, ch. Vậy thì mình sẽ đọc âm này là ch, chu môi ch. Watch movies. Stop. Cảm ơn chị đã làm bài ạ.